Chào các bạn, cùng nhân được chúc trân trọng và thân thương nhất. Để đáp ứng lại sự yêu cầu, yêu thích, chia sẻ của tất cả các bạn đăng ký xem kênh video của mình trong suốt thời gian qua. Hôm nay tôi xin ra mắt video mới với chủ đề giúp đỡ vợ yêu với tập 2, đó là làm món gỏi đêm. Quý vị, món gỏi đêm, băng trà chai băng đêm là món gỏi ăn liền, nhanh gọn trong vòng 50 phút để được món gỏi đó. Tôi xin phép hướng dẫn các bạn làm món gỏi ban ngày trước, rồi chúng ta sẽ thực hành món gỏi ban đêm sau nhé các bạn. Với món gỏi ban đêm ăn liền này rất là nhanh lẹ, rất phù hợp với đối với chúng ta trong những ngày lễ hội Tết nhất, bận biểu rồi tiếp khách, rồi vui chơi giải trí. Nếu chúng ta mà biết chúng ta đang săn làm một món gỏi để ăn đổi khẩu vị thì rất là mất thời gian. Cho nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món gỏi này rất là nhanh gọn trong vòng 50 phút các bạn. Đó, để làm được món gỏi này, trước tiên chúng ta phải làm món gỏi ban ngày trước. Đó, món gỏi ban ngày trước chưa là đó là tôi sẽ trong quá trình làm các thực phẩm chuẩn bị tôi sẽ giới thiệu dần dần, cho nên không có giới thiệu một lượt trước với các bạn. Đó, đầu tiên là nấm mèo, chúng ta khoảng dùng khoảng 2 nấm, khoảng 50g, 30g thôi các bạn. Dùng cho mình làm một món gỏi dùng có 4 người ăn, 2 người 4 người ăn các bạn. Cho nên nấm mèo chúng ta sẽ ngâm nước lạnh. Các bạn nên nhớ rằng nước mèo chúng ta, nếu như nấm mèo chúng ta ngâm nước lạnh thôi các bạn, chúng ta không được ngâm nước nóng vào trong ao nở, tại vì các hóa chất trong nấm mèo không có quá trình ngâm nở dần dần sẽ phân hủy hết các bạn. Chứ chúng ta ngâm nở bằng nước tắm liền thì cũng được, nhưng mà không có tốt các bạn. Nó mềm chúng ta ngâm đó, rồi tiếp đến là mì căng, chúng ta cũng tiến hành chúng ta ngâm các bạn. Chúng ta mua về viên bánh này, chúng ta cũng tiến hành chúng ta cũng ngâm nước luôn các bạn. Mì căng cay chúng ta cũng hành cũng làm ngâm luôn các bạn. Đó, chúng ta ngâm nước luôn trong mì. Tiếp đến là đu đủ khoảng chúng ta lựa trái khoảng 7 tấm lạng đó các bạn, dùng cho 3-4 người ăn, cho nên chúng ta khoảng như tiền mua lạng. Nếu trái nhỏ quá chúng ta dùng hai quả cũng được các bạn. Đó, chúng ta tiến hành chúng ta rửa sạch vỏ ngoài các bạn. Trước khi gọt chúng ta phải rửa sạch để tẩy bỏ những nấm mốc trong rêu, rồi đất cát cũng như là các loại sâu bệnh, thuốc bảo quản các bạn ra ngoài hết. Chúng ta khi gọt ra rất là sạch các bạn. Đó. Sau đó cà rốt các bạn, cà rốt chúng ta cũng tiến hành ta mua về chúng ta cũng rửa luôn, mà phải rửa sơ qua rồi chúng ta mới được vỏ các bạn. Đó là phần sơ chế các bạn. Sau đó chúng ta tiến hành vào vỏ các bạn. Đó, vỏ rốt. Đối với một món gỏi khoảng 2-4 người ăn trong gia đình, chúng ta dùng một củ cà rốt hay thôi các bạn, và một quả đủ các bạn, quả đủ khoảng 7 tấm lạng các bạn. Sau đó chúng ta tiến hành vào vỏ các bạn, chúng ta dùng dụng cụ chiên dụng các bạn, bạn rất lẻ các bạn. Chúng ta lựa trái non các bạn, trái non vừa mới dịch mà lỡ các bạn, chứ liệu chúng ta chờ lựa trái mới dịch chậm quá thì dễ sẽ thì nó sẽ mềm, rất là mềm, không giòn các bạn. Cho nên chúng ta lựa đủ
chúng ta tiến hành lột vỏ luôn các bạn. Đủ chúng ta lột vỏ ngoài hơi dày dày chút, bạn đi cho bơ hết cái vỏ xanh nó rẻ mũ và đắng các bạn. Đó, chúng ta lột hơi dày nên chúng ta không có dùng cái đồ bào đó được, chúng ta phải dùng dao thì gọt các bạn. Lột xong chúng ta rửa sạch các bạn, chúng ta rửa sạch để chúng ta làm chuẩn bị mình vỏ các bạn. Đó, rửa sạch các bạn. Đó. Tiếp đó là một vỏ chanh các bạn, vỏ chanh hơi to các bạn, chúng ta để chúng ta làm chua các bạn. Rồi một vỏ ớt, ớt thì nếu các bạn làm cay sẽ tầm nhiều hơn, nhưng mà tôi làm món gỏi này vào gỏi đêm cho nên không cần cay lắm, vừa vừa thôi các bạn. Một quả ớt bạn, rồi một ít củ hành, củ hành củ đó. Hành củ thì chúng ta để chúng ta dễ lột, chúng ta lột từ củ rất là lâu, chúng ta dễ lột thì chúng ta tiến hành kiếm cái hũ, chúng ta sẽ cắt bỏ đầu của ớt các bạn, cắt bỏ đầu hành các bạn, cắt bỏ đầu củ hành này các bạn. Chúng ta đột cái nhanh, chúng ta cầm củ hành chúng ta dò trên nước các bạn, chúng ta dò nước các bạn, ta dò nước đột rất là cái, chúng ta không phải đột từ củ rất là lâu các bạn, nó chúng ta dò trên nước này. Chúng ta bỏ vô trong cái là cách thứ hai, chúng ta phải bỏ vào trong cái hộp, chúng ta để nắp lại, chúng ta chế ít nước vào, chúng ta để ấy các bạn, chúng ta lắc các bạn, hành ra đột rất là dễ các bạn. Chúng ta lột các bạn thế này, hành để chúng ta sau này chúng ta phi cho thơm các bạn, rồi một khoảng ba củ các bạn. Sau khi đủ cà rốt xa ráo rồi, chúng ta tiến hành sẽ cắt sợi chúng, bào sợi chúng nha các bạn. Nấm mèo sau khi nở rồi chúng ta tiến hành chúng ta cắt gốc và chúng ta rửa sạch các bạn. Chúng ta tiến hành cắt gốc và chúng ta rửa sạch. Cứng đi mà chúng ta rửa ra sạch, thật chúng ta hết trong nấm mốc ra bông rêu dính này bạn, chúng ta rửa.
Chúng ta nhìn dưới lòng nước mà chúng ta có cơ thể rất sạch. Chúng ta bỏ vào nồi, các bạn chuẩn bị ra luộc các bạn. Chúng ta bỏ một màu chúng ta thay luộc cho chín nước luộc các bạn, giờ cái chín nước này mèo luộc rồi cái loại mì căng mỏng này các bạn, chúng ta rửa sạch lại và chúng ta bỏ trộn vào nước sôi các bạn, nó nước sôi lên cho luộc sơ các bạn, thì nó mềm sẵn, nó chín sẵn rồi bạn đó. Chúng ta luộc riêng nồi nước riêng các bạn. Còn loại mì này cứng, chúng ta tiến hành thao luộc hơn các bạn, thao luộc thao luộc riêng các bạn, tại vì nó cứng đó. Không thể luộc chung nó mềm được, vì nó mềm chúng ta nhiều khi còn có một số chất độc các bạn, còn nó thì khi luộc chúng ta thoát ra ngoài các bạn, nên cái luộc riêng ra này này đó này riêng đó, chiếc nước vào rồi chúng ta tiến hành đem vào bếp luộc các bạn. Nóng sau khi đã chuẩn bị xong thì chúng ta tiến hành đem vào bếp luộc các bạn đó. Đó. Đây là nấm mèo chúng ta, đây các bạn, nấm mèo đó. Đây là mì căng khô và đó bạn cũng là món chay các bạn, chúng ta tiến hành bắt lửa lên luộc các bạn. Ta luộc lửa vừa vừa các bạn cho nó sôi từ từ các bạn. Trong quá trình luộc chúng ta bỏ thêm chút xíu muối các bạn, bỏ cái muối bọt các bạn. Mì căng mỏng và mì căng mỏng này chúng ta không có luộc, chúng ta trộn bằng nước sôi các bạn đó, nước sôi chúng ta sẽ trộn nó vào các bạn. Trong thời gian chờ nấm chín và mì căng chín, chúng ta tiến hành bào đu đủ và bào cà rốt các bạn. Trong khi chờ nấm chín thì chúng ta tiến hành bào sợi đu đủ và cà rốt các bạn. Đó. Trước tiên ta bào cà rốt các bạn. Xong và cà rốt xong chúng ta sẽ ngoài bào đủ các bạn. Chúng ta bào xung bên ngoài, chúng ta bỏ lỗi rồi hột trong các bạn, chúng ta không cắt hột ra rớt thùng rơm.
Rồi, đó, chúng ta để các bạn. Rồi, chúng ta tiến hành chúng ta cắt hành. Chúng ta tiến hành sát hành cũ các bạn. Hành cũ này các bạn. Sát thì chúng ta phi thơm lên bỏ cho gỗ cho thơm các bạn. Sắc khoảng 3 củ nhỏ các bạn. Để coi. Sau đó chúng ta sắc ớt luôn. Các bạn chúng ta sắc luôn nha. Chúng ta bông nhỏ lại các bạn. Chanh chúng ta cắt ra, chúng ta nặng ra chén các bạn. Chờ sẽ ướp vào này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ xong các nguyên liệu, chúng ta tiến hành sắc rau thơm ra các bạn. Sắc rau thơm ra đây thì chúng trộn vô trong nồi, trong cái gỏi các bạn. Sắc rau thơm ra. Nè, chúng ta vừa chừa về cổng chúng ta trang trí lên các bạn. Chúng ta bỏ vô trong cái tủ đổ và cái đó chúng ta đã sơ chế xong. Nên chúng ta bỏ này các bạn. Đó. Mình bỏ vô. Sau đó nấm mèo đã chế chín và là để nguội rồi. Chúng ta tiến hành sắc sợi các bạn. Bỏ vào trong tô luôn các bạn, tô đầy đủ và đó các bạn. Rồi nó mì căng chúng ta đã chín rồi, chúng ta sẽ tiến hành ta sắc luôn, sắc sợi nha các bạn. Vẫn là sắc luôn. Ớt chúng ta tỉa hoa các bạn. Rau chúng ta chiều về cổng cho trang trí các bạn. Chúng ta xong phần này. Sau đó chúng ta làm phần nước trộn. Nước trộn chúng ta nãy chúng ta đã làm rồi, giấm. Giấm chanh cũng được, giấm cũng được các bạn. Ta bỏ ít ớt, nếu mà cay thì bỏ ớt nhiều.
chứ ăn không cay chẳng có ít ớt thôi các bạn. Theo tôi là vừa rồi là một chế ớt là vừa cùng cay vừa thôi nè đó. Thì chúng ta làm món gỏi chay cho nên chúng ta cái bỏ nước tương vào các bạn. Trước khi bỏ tương chúng ta bỏ muối vào chanh, bỏ đường đường cát vào chanh các bạn. Chúng ta bỏ vào khoảng 2 muỗng đường, 3 muỗng cà phê đường các bạn. Đó. Rồi trộn lên nè. Nó có độ sệt sệt cũng đặc đặc các bạn nhé. Chúng ta cho vào khoảng 2 muỗng cà phê, 2 muỗng này nước tương các bạn. Rồi chúng ta trộn đều lên. Chúng ta đổ đều lên và chúng ta đổ vào trong cái gỏi và đu đủ. Đu đủ nấm mèo các bạn, đu đủ nấm mèo. Cà rốt mà đã có sẵn rồi các bạn. Chúng ta bỏ vào khoảng một muỗng, bỏ vào cái chế nước này vào này, đây là nước càng một cái chanh và 3 muỗng đường, 2 muỗng tương, một cái ớt vàng. Còn nếu tăng mặn chúng ta bỏ nước mắm vàng. Nước mắm thì chúng ta phải làm thịt cá vàng, nhưng mà những món chay thì chúng ta chỉ cần nóng thôi bạn, ta cho đổ hết vào. Chúng ta trộn lên các bạn. Chúng ta trộn lên cho thấm các bạn. Rồi chúng ta bỏ hành phi các bạn. Hành phi vàng thơm các bạn. Chúng ta bỏ vào. Chúng ta trộn khoảng một vài phút cho gia vị thấm các bạn. Và chúng ta sắp ra dĩa. Chúng ta tiến hành sắp ra dĩa. Ra dĩa chúng ta bỏ một ít đậu phộng rang. Đậu phộng rang chúng ta đập nhuyễn, đập dập nữa các bạn. Bỏ ít thôi các bạn, bỏ một con nữa thôi. Ta trộn chung. Sau đó chúng ta dọn ra dĩa. Chúng ta cho vài cọng rau cho đẹp các bạn, trang trí vài cọng rau lên. Bỏ cái băm vào cái ớt vừa các bạn. Vậy là món gỏi của chúng ta đã hoàn tất rồi các bạn. Món gỏi này ăn với bánh phồng tôm các bạn, thì chúng ta phải chấm nước tương các bạn. Nước tương chúng ta đâm ớt tỏi thôi, không có cần bỏ pha gì nữa cả các bạn.
bỏ chút xíu đường thôi các bạn. Chúng ta ăn với bánh mì tôm rất là ngon, cũng là món khai vị và cũng là món tốt cho sức khỏe chúng ta. Không sợ béo phì, tại vì trong gỏi này chỉ toàn là chất thực vật, không có chất béo, chất mỡ, cho nên chúng ta rất là thanh nhiệt với cơ thể chúng các bạn. Chúc các bạn thực hiện món này ăn rất là ngon miệng. Đây chỉ là món gỏi ban ngày thôi, còn món gỏi đêm thì xin mời các bạn hãy đón xem phần tiếp theo nhé. Đây là món gỏi chay vừa hoàn tất xong các bạn. Đó, món gỏi chay này rất là thanh khiết, chúng ta ăn chay rất là tốt cho sức khỏe và chúng ta không sợ béo phì, thì vì toàn bộ là toàn chất thực vật không các bạn. Đó. Món gỏi này chúng ta ăn với bánh cuộn tôm và ăn có thể ăn chung với cơm với bún gì cũng nói và chúng ta chấm tương các bạn. Đó. Món gỏi này chúng ta có thể ăn liền ngay hoặc chúng ta có thể bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng một buổi để cho chúng ta có món gỏi lạnh đó các bạn, cũng ăn rất là ngon. Còn nếu chúng ta muốn ăn món gỏi đông đá thì chúng ta bỏ toàn bộ dĩa gỏi này vào trong tủ đông, khi gỏi đóng băng chúng ta đem ra ăn cũng rất là ngon. Đó là cách làm gỏi lạnh và gỏi đóng băng đó các bạn. Nếu các bạn chưa thưởng thức thì các bạn hãy thử làm xem. Chúng ta một làm dĩa gỏi, chúng ta ăn, chúng ta chừa được một phần, chúng ta bỏ vào ngăn đông tủ đá, chúng ta xem coi, trải nghiệm xem nha các bạn. Rất là ngon và ăn rất là phù hợp với buổi trưa hè. Các bạn rất là nóng nực, ăn những gỏi chua chua, cay cay, ngọt ngọt mà lạnh lạnh mát mát trong răng chúng ta. Rất là thú vị đó các bạn. Mời các bạn thử xem món đó là món gỏi đóng băng, món gỏi lạnh và món gỏi bình thường đó các bạn. Rồi còn món gỏi đêm, chúng tôi sẽ tiến xem dây phần 2, chúng tôi cho tiến hành những gỏi đêm, món gỏi ăn nóng các bạn. Đây là món gỏi đóng băng, sau khi chúng ta làm gỏi xong, chúng ta chưa ăn liền, chúng ta bỏ vào trong ngăn đông đá một thời gian, khoảng vài tiếng đồng hồ, gỏi sẽ đóng băng. Đó, món gỏi này rất là tiện lợi chúng ta, khi có khách tới nhà chơi, bạn bè gấp rút quá, do lo tiếp bạn bè, chúng ta không thể nào làm được thì món gỏi nhanh chóng được, vì làm một món gỏi rất là thời gian rất dài, rất lâu. Cho nên chúng ta sử dụng món gỏi bắn băng này rất là tiện lợi, chỉ trong vòng một phút chúng ta đã có món khai vị lên dọn đi mời khách rồi đó các bạn. Đó, món gỏi đông băng này ăn rất là ngon, mát mát lạnh lạnh, nhất là buổi trưa hè đó các bạn, vừa mát lạnh giòn ngọt ngọt chua chua cay cay và mát rượi trong lưỡi của chúng ta các bạn. Đó, khi ăn chúng ta chỉ dầm ra đó các bạn, nó là đóng băng các bạn. Đó đá bằng đồng đá các bạn. Đó này, em đó đá bằng đồng băng đá các bạn, thấy không, rất là mát. Chỉ nhìn thôi các bạn còn cảm thấy mát lạnh trong lưỡi chúng ta rồi các bạn. Đó, đây là món gỏi chay đóng băng các bạn. Rồi, khi ăn chúng ta khỏi cần xáo lên, chúng ta trộn cho ăn đâu ta gấp đó để giữ độ lạnh của nó các bạn. Đó, xem chúng ta ấy bằng kỹ, xem kỹ các bạn. Đó. Món gỏi này rất tuyệt lợi, chúng ta làm sẵn vài dĩa chúng ta bỏ trong ngăn đông tủ đá tủ lạnh các bạn. Giữ sự buổi trưa hè nóng nực hay bạn bè đến chơi, đặc biệt nhất là những lễ Tết lễ hội chúng ta bận biểu muốn làm món ăn khai vị cho ngon, thay đổi món vì ăn cá thịt nhiều rất là ngán các bạn, thì món chay gỏi chay rất là tinh khiết các bạn. Nếu nào chúng ta ăn mặn thì chúng ta gỏi mặn gồm có thịt cá chúng ta không thể đóng băng được các bạn, rất là ăn khéo ăn rất là tanh, chúng ta phải làm hâm nóng lại. Nhưng mà riêng gỏi chay này chúng ta làm đóng băng rất là hợp lý, hợp tình. Phần đầu
Tôi đã hướng dẫn các bạn làm món gỏi bình thường và món gỏi đóng băng, món gỏi lạnh. Phần tiếp theo đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món gỏi đêm, món gỏi chay ban đêm, nhanh cấp tốc, còn dần như là món gỏi ăn liền đó các bạn. Để làm được món gỏi này thì tất cả các nguyên liệu của chúng ta như là đu đủ, chúng ta và sau khi bào vỏ và bào mỏng chúng ta sẽ phơi khô, cho nên là sấy khô các bạn. Đu đủ cũng vậy, cà rốt cũng vậy, chúng ta cũng thấy đi tất cả các món làm gỏi đêm trong 5 phút này chúng ta đều sấy hết các bạn. Cả nấm tuyết chúng ta cũng làm chín, chúng ta sấy luôn, cũng hấp chín và cho sấy luôn. Cả nấm mèo, tàu nấm mèo và mì căng mỏng chúng ta cũng làm chín, hấp chín và chúng ta sấy luôn các bạn. Đó, món gỏi thì chúng ta làm rất lẹ. Chúng ta chuẩn bị, nhà chúng ta thường thường có bình thủy nước thì chúng ta chuẩn bị sẵn bình thủy nước rồi. Món gỏi này chúng ta phải làm mô đem theo, chúng ta làm ớt khô rồi muối, bột niêm chua ngọt các bạn. Bột niêm chua ngọt vì món chay mà chúng ta làm bột niêm chua ngọt gồm có muối, đường rồi chanh gì tất cả nguyên liệu chua các bạn. Đó, rồi ớt khô, hành phi chúng ta phi sắc ra, chúng ta sấy hơi khô, chúng ta phi lên, chúng ta bỏ cũng bịch giống như là trong những gói miệng liền chúng ta thường hơi hồi nãy có các bạn. Đó, tất cả mọi thứ thì chúng ta làm sơ chế sẵn hết các bạn. Dầu phộng chúng ta cũng rang lên, chúng ta không đập dập, chúng ta bỏ bịch, chúng ta hàn kín lại để cũng được thời gian lâu. Khi mà làm gỏi chúng ta đập dập, đây tôi đã đập dập rồi các bạn. Bánh cuộn tôm thì chúng ta cũng chiên sẵn, chúng ta bỏ trong bịch kính cầm lại được cũng lâu, được mấy ngày các bạn. Thì bánh cuộn tôm thì đơn giản thôi, nếu khách tới chúng ta tiến hành chiên cũng trong thời gian cấp tốc cũng nhanh các bạn. Rồi đường đó. Sau đây tôi cho hướng dẫn các bạn hai lần đó, là thứ nhất là dùng bột niêm chua ngọt, xong rồi chúng ta dùng đường. Thì bình thường chúng ta ở nhà chúng ta dùng đường và nước tương các bạn, hành phi đó. Còn nếu chúng ta đi xa thì chúng ta sử dụng là bột niêm chua ngọt, ớt khô các bạn, đậu phộng chuẩn bị sẵn rồi, các mọi thứ đều chúng ta sấy khô hết các bạn. Ở đây để làm món này chúng ta chỉ cần nước sôi thôi các bạn. Đó, nước sau khi chúng ta nấu nước sôi bình thủy này, chúng ta bỏ các nguyên liệu vào trong cái thau nhỏ, chúng ta bỏ vào hết các bạn. Ở đây là cà rốt, các bạn sẽ bỏ vào. Đó. Rồi, cà rốt thì chúng ta cho chuẩn bị dùng cho 24 người ăn, chúng ta phơi khoảng nửa ký các bạn, khoảng 3 lạng cà rốt chúng ta phơi sấy phơi khô 3 lạng cho 24 người ăn. Đó, đu đủ chúng ta cũng làm khoảng 6 lạng cho quả đu đủ và 6 lạng các bạn. Đó, chúng ta cũng sấy phơi khô luôn. Đó. Chúng ta bỏ tất cả đều vô thau các bạn. Rồi nấm tuyết chúng ta cũng là mua là trồng nhím các bạn, thì chúng ta cần ăn nhiều thì bỏ nhiều, ít bữa là loại nấm chúng ta đơn giản ăn nhiều cũng sao đó, chúng ta bỏ nấm hết đó. Rồi nấm mèo chúng ta đã thấy khô rồi thì khoảng 30 gram các bạn, thì chúng ta cũng sắp nhiễm được cái khô luôn. Nấm tuyết cũng vậy, khoảng 30 gram các bạn. Rồi mì căng mỏng cũng khoảng 30 gram, chúng ta ấy luôn các bạn ha. Thì những loại nấm rồi mì căng thì nó bỏ nhiều thì còn ta ăn còn bổ còn ngon, còn nếu ta không bỏ ít cũng được cả đó, thì làm cái lượng không cần thiết đó, ta tăng nhiều giảm cũng được đó. Rồi chúng ta sấy khô những cái rau thơm khô mà chúng ta sấy khô, chúng ta cũng bỏ đi rau thơm các bạn. Đó. Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, chúng ta tiến hành chúng ta chế nước sôi vào các bạn. Nước sôi vào. Chúng ta chế cho ngập các nguyên liệu các bạn. Chúng ta chế cho ngập các nguyên liệu. Chúng ta chờ khoảng 2 phút hay 3 phút để cho các nguyên liệu đang thấm chín các bạn.
trong thời gian này để chờ cho hệ thống trong vòng 2 phút đến 3 phút chúng ta tiến hành chanh đối với ở nhà. Còn nếu mà muốn ta đi mít tít xa thì chúng ta có bột nguyên chua ngọt rồi, cho nên tôi làm được ở nhà thì ta dùng là nước chanh một trái đó. Rồi chúng ta bỏ cũng ba muỗng đường và hai muỗng đến ba muỗng cà phê, và ba muỗng này là nước tương các bạn. Chúng ta bỏ 2 muỗng rưỡi đấy các bạn. Đó. Do chúng ta làm nhà thì chúng ta sử dụng ớt tươi, mà chúng ta nên sử dụng ớt là ớt hiểm mà là trái xanh này bạn, ăn rất thơm vì chúng ta cắn chúng rất là thơm các bạn. Đó, thì tôi làm bạn ăn này. Đó, sẽ sử dụng cách chúng ta cắt này khi ăn sử dụng cái miếng ớt hiểm xanh này rất là thơm. Rất là ngon, mùi đặc trưng của nó các bạn. Ta ăn nhiều thì ta bỏ nhiều, ăn ít thì ta bỏ ít, ăn cái ít thì bỏ ít các bạn. Bỏ vô. Còn nếu mà bỏ ớt bột thì chúng ta sẽ bỏ trực tiếp trong cái món gỏi luôn, chúng ta khỏi không ở đây các bạn. Đó, chúng ta bỏ vô. Trong thời gian này món gỏi chúng ta nó mềm các bạn này, nãy giờ nó không nở các bạn, nó rất là ngon bạn. Đó, chúng ta cầm tay chúng ta cắn cái bẻ thử cái này, nó rất là mềm này, gần giòn dai mềm ngon các bạn, nó có mùi món đặc trưng. Sau đó chúng ta nhớ ra sao bạn, khoảng 2 phút thôi, chúng ta cầm khoai lâu ta khoảng 3 phút chúng ta nhớ ra bạn. Chúng ta dớt ra cái ráo này. Tôi xin nhắc lại thành phần còn có là cà rốt khoảng 3 lạng, đu đủ khoảng 60 lạng, rồi nấm mèo khoảng 30 g, rồi nấm thiết cũng khoảng 30 g, rồi nấm cái mì căn mỏng này cũng khoảng 30 g các bạn. Đó, chúng ta ăn nhiều ta bỏ nhiều thêm, không ăn ít thì mà ăn chay chúng ta nắm nhiều cũng tốt các bạn. Rồi tất cả thì sấy đồng chín và sấy khô các bạn. Tôi nhắc lại các bạn ấy thôi chứ chắc các bạn cũng hay biết rồi các bạn. Rồi trường hợp chúng ta đi xa chúng ta chuẩn bị bột nêm chua ngọt, và còn có đường, muối, đường và chanh, muối, đường, chanh các bạn. Chúng ta sẽ làm cho chanh, chúng ta sẽ bỏ vào muối, chúng ta sấy khô đi, rồi chúng ta bỏ miếng miếng đường vào cho nó vừa các bạn. Đó. Rồi hành phi chúng ta cũng có sẵn, chúng ta làm được hành phi, chúng ta phơi ráo đi, chúng ta hành phi chúng ta để thời gian cũng lâu các bạn, không hư giống như trong mì ăn liền. Chúng ta thường hay cũng có những gói bột hành đó bạn. Đó. Rồi đậu phộng chúng ta rang, chúng ta bỏ bịch, chúng ta không có đập nát, chọc nát nên nó dễ bị hư, để nguyên các bạn. Đó. Rồi bánh mì tôm thì chúng ta nếu ăn liền cắt chiên, không ăn liền thôi. Rồi chúng ta không có bánh mì tôm, chúng ta ăn bánh đa, bánh tráng nướng các bạn. Thì trên đường chúng ta mua đi, chúng ta mua luôn, nó rất là tiện các bạn. Đó. Rồi ớt thì chúng ta cũng dùng những món khô, đó. Nên những cái món nước tương rồi những cái nước tương này đường chúng ta bỏ đây là nghĩ là ở nhà thôi. Đó. Nên ấy mà sau khi chúng ta làm xong vớt ra xong chúng ta để ý cho ráo nước mà đó, chúng ta ráo nước này. Đó. Rồi chúng ta tiến hành sơ chế các bạn, là chúng ta bỏ nước tương chanh, nước tương và ớt các bạn, tại vì chúng ta làm ở nhà cho nên chúng làm này như đó mà còn một nguyên chua thì chúng ta để dành nó đi, chúng ta rưới lên các bạn, chúng ta rưới lên phần nửa, chúng ta trộn các bạn, trộn lên.
chúng ta có rối tiếp cho hết, chúng ta trộn luôn các bạn. Này tại vì mình giới thiệu mình hơi lâu, thực tế các bạn làm bây giờ cũng xong rồi, trong vòng 5 phút các bạn là cho trộn xong chúng ta ấy. Chúng ta bỏ hành phi vào đây. Nếu chúng ta muốn ăn cay thêm, chúng ta bỏ thêm ớt khô ha các bạn, bỏ thêm miếng bột ớt bột vào, ớt bột. Rồi, chúng ta bỏ một ít nó mà đậu phộng đâm răm đâm giặt các bạn. Đó, một ít thôi, còn một mớ chúng ta bỏ thêm mặt các bạn. Đây là món gỏi đêm. Tại sao gỏi đêm? Tại vì chúng ta làm nhanh quá, trong vòng 5 phút thì bằng đêm nếu có thèm chúng ta nhảy chúng ta làm đi, không có phải làm cực khổ với vào đủ rồi vào gà rót rồi là sơ chế rất là lâu, gần cả tiếng hồ, gần 2 tiếng hồ các bạn. Cho nên muốn gỏi đêm là như vậy các bạn. Đặc biệt có những gia đình, có những chị em nào mà đang mang thai đó, thích thèm món thèm muốn gỏi buổi sáng thì hết thèm rồi, nên chúng ta phải tiến hành ở đây rất là các bạn. Thì nói thêm cho vui thôi, chứ thực tế không có như vậy đâu các bạn. Rồi sau khi muốn gỏi xong rồi thì chúng ta tiến hành cho ta sắp từ dĩa nào. Rồi chúng ta thắp được phòng lên các bạn, thắp phòng liên quan lên các bạn. Còn đó, con gọi chúng ta đã hoàn tất các bạn. Đó, con gọi đêm, con gọi cấp tốc cũng như là món gọi ăn liền đã hoàn thành trong 5 phút các bạn. Đó, chúng ta dùng nước tương. Nước tương cũng tương bình thường thôi, nước tương cho ta đông tỏi, xíu tỏi, ớt rồi lỏng xíu đường, mà không thì chúng ta đông để nước tương cắt ớt không được các bạn. Đó, đây là món gỏi đi đã hoàn thành. Đó, khi ăn các bạn sẽ thưởng thức được cái món lạ miệng khoái khẩu này. Món ăn thì chúng ta sẽ ăn với cơm, ăn với cà tôm, ăn cơm, ăn với bún cũng được và còn cái món gỏi này nếu chúng ta thích ăn nóng nữa thì làm cũng là nóng rồi các bạn. Ta muốn nửa nóng nữa thì chúng ta phải bỏ vào chúng ta xào sơ phi hành tỏi thơm, chúng ta bỏ vào xào lên từ ăn chúng ăn liền là gỏi nóng mà tôi mình đã giới thiệu bạn từ đầu video này đó các bạn. Đó, gỏi nóng, gỏi nóng hồi xưa giờ chúng ta chưa nghe nói, mà món gỏi bình thường thì chúng ta biết rồi, món gỏi lạnh thì chúng ta mới nghe tới, và món gỏi đóng băng. Đó, và giờ bây giờ đến rồi, bây giờ đã cả món gỏi ăn liền và cả món gỏi xào, món gỏi nóng các bạn. Đó, để tạo thêm phong phú cho thực đơn của chúng ta các bạn. Đó, đây món gỏi đêm đã hoàn tất rồi các bạn, bác xe ăn xem cận cảnh xem bạn. Đó. Món gỏi này chúng ta làm rất là nhanh trong 5 phút các bạn. Đó, rất phù hợp, chúng ta đem đi chơi xa rồi thèm lúc nào chúng ta dùng lúc đó các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhảy vào xào vào chúng ta khai vị thôi các bạn. Tóm lại,
phương pháp làm các miếng gỏi mà tôi vừa được hướng dẫn các bạn đã thực hiện xong, gồm có món gỏi bình thường chúng ta thường làm, mà món gỏi lạnh, món gỏi đóng băng, là món gỏi tôi chế biến thêm, và món gỏi ăn liền, món gỏi đêm, gỏi nôm na cho vui. Thực tế là món gỏi chúng ta làm rất nhanh, là món gỏi ăn liền, có phù hợp chúng ta đi chơi xa thích nhất, và những lúc tôi thèm ăn ban đêm, nhất lúc lễ hội Tết nhất rất là bận biểu, chúng ta không phải làm món gỏi rất là mất nhiều thời gian. Cho nên món gỏi ban đêm là để món gỏi tiếng gọi cho vui, chứng tỏ là món gỏi chúng làm rất nhanh, trong vòng vài phút đó các bạn. Đồng thời qua video này, nếu các bạn có gì hay thích, các bạn like chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Nếu các bạn thích xem kênh video của mình, các bạn hãy đăng ký xem và ủng hộ mình để cho kênh video mình ngày càng phát triển, càng vươn xa nha các bạn. Và một lần nữa, trước khi chia tay các bạn, mình không có gì hơn là xin gửi lời chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh video của mình, và xin trân trọng kính chúc tất cả các bạn lời chúc thành đạt, may mắn và sự như ý, và làm bất tài, và không có gì hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn và xin chia chào các bạn, và hẹn các bạn trong các video mới tiếp theo, cũng với chủ đề giúp đỡ vợ yêu và luộc trứng đứng các bạn, như mình đã hứa trong thời gian trong video vừa rồi, nhưng vì lý do kỹ thuật nên vậy mình phải chuyển sang video tiếp theo các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn nha.